vụ lũ quét làng lũ, tìm thấy 11 người, người đàn ông kể lại giây phút thoát chết kinh hoàng. Lào Cai, quyết định sinh tử của trưởng thôn 9X, cứ 115 người dân thoát sạt lở. Hơn 203.700 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng sau mưa lũ. Cẩn trọng khi chuyển tiền ủng hộ vào những tài khoản giả mạo mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin điểm nóng 24 giờ trên kênh YouTube của báo Công Thương. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, Mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Vụ lũ quét làng Nù tìm thấy 11 người, người đàn ông kể lại giây phút thoát chết kinh hoàng. Trong vụ sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người chết và mất tích tại làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, kỳ tích xảy ra khi ba gia đình kịp thoát nạn. Sáng ngày 13 tháng 9, hai gia đình thoát nạn được xác định là ông Hoàng Văn Tiện và ông Hoàng Văn Duân là hai anh em ruột có nhà bị lũ quét sàn phẳng. Chính quyền địa phương và người dân nghĩ hai trường hợp này đã mất tích trong bùn lũ. Đến sáng ngày 13 tháng 9, gia đình hai anh em ông Tiện và ông Duân đã tới cơ quan chức năng trình báo đang còn sống. Theo lời ông Hoàng Văn Duân kể lại, từ hôm trước xảy ra lũ quét, bố đẻ của ông bị ốm nên vợ con ông đã sang thăm và chăm sóc rồi ngủ lại ở đó, chỉ còn mình ông ngủ ở nhà. Sáng hôm sau, ông Duân dậy từ 5 giờ sáng, đi kiểm tra đồng ruộng rồi đến nhà bố mình để gọi vợ con về nhà. Trên đường về gần tới nhà, ông nghe thấy tiếng nổ lớn từ trên núi, sau đó là đất đá ẩm ập đổ xuống. Ông vội vàng hô vợ con chạy và chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, họ nhìn lại phía sau thì thấy đất đá khổng lồ đã đổ ập xuống thôn làng nủ. Còn với ông Tiện, nhà ở gần suối, sáng sớm hôm xảy ra lũ quét, ông Tiện bị đánh thức sớm bởi tiếng đá suối va vào nhau do nước chảy mạnh. Ông dậy từ 5 giờ sáng, đi ra suối xem tiếng lục cục phát ra là do đâu, rồi về nhà đánh thức vợ con dậy để đi sang xem khu vực ta lui nhà ông nội bị sạt lở. Vừa đi được một đoạn, Ông tiện nghe thấy tiếng nổ rất lớn từ trên núi con voi, một lượng đất đá khổng lồ bị hất tung lên bầu trời, sau đó đổ ụp về phía thôn làng Nù, cả nhà ông hô hào nhau bỏ chạy, trong tích tắc cả thôn đã bị san phẳng, không nhìn thấy ngôi nhà nào cả. Tôi liền đi sang xem thế nào, lúc vừa quay gần tới nhà về thì nghe nổ bù một cái, nhìn lên thấy nước và đất đá bắn tung lên trời cao 200 đến 300 mét. tôi chỉ kịp hô vợ con chạy thoát thân, khoảng 3 phút sau nhìn lại thì cả làng đã bị nước bùn đất san phẳng chẳng còn gì. Ông tiện bàng hoàng nhớ lại cũng theo ông Tiện, lúc đó hai anh em ông đã dậy sớm cùng lúc nên đã kịp chạy thoát thân, còn những người hàng xóm cạnh nhà nhưng ai còn chưa dậy đều bị bùn đất san phẳng, hiện nhiều người vẫn chưa được tìm thấy. Một lúc sau, khi đã định thần lại, ông Tiện quay trở lại hiện trường, thấy một cháu bé mắc kẹt trong đất đá, ông kéo được cháu ra và cứu thoát cháu bé này. Những người khác trong gia đình cháu bé hiện nay vẫn mất tích. Sau đó ông còn kéo được hai cháu bé thoát khỏi bùn lũ là Hoàng Gia Bảo và Nguyễn Thị Tuynh, năm nay đều 7 tuổi, đang học lớp 2 tính đến 16 giờ 15 phút ngày 13 tháng 9, đã có thêm 3 người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên may mắn thoát chết trong lũ dữ do đi làm ăn xa. Như vậy, trong ngày hôm nay, Lào Cai đón tin vui khi Làng Nủ có 11 trường hợp nghi mất tích đã trở về. Cụ thể, đây là 3 người trong một gia đình có mẹ là Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1991, hai con là Hoàng Thị Hiểm, sinh năm 2008, Hoàng Trung Huyên, sinh năm 2010, đi làm ăn ở Yên Bái. Bị lũ cô lập mất liên lạc, này đã trở về an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, lang nủ có 36 người được xác định mất tích, 48 người chết và 17 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 57 người. Các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Lào Cai quyết định sinh tử của trưởng thôn 9X, cứu 115 người dân thoát sạt lở. Mới đây, lực lượng chức năng tìm thấy 70 người chạy lên núi lánh nạn tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai. Trả lời với báo chí, ông Nguyễn Quốc Nghi, bí thư đảng ủy xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà cho biết, thôn Kho Vàng được sắp nhập từ hai thôn Bản Vàng và Kho Lạc. Những người dân chạy lên núi tránh sạt lở là những người thuộc thôn Bản Vàng trước đây. Chính xác là họ có 115 khẩu, hiện đều đã lên khu vực an toàn để tránh sạt lở, ông Nghi nói. Trước đó ngày mùng 10 tháng 9, chính quyền xã Cốc Lầu nhận được thông tin thôn Kho Vàng xảy ra sạt lở khiến nhiều người mất tích ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Cốc Lầu tìm mọi cách để liên hệ với trưởng thôn Kho Vàng nhưng không liên lạc được. Chính quyền địa phương cứ tưởng trưởng thôn và nhiều người dân đã bị cuốn theo lũ quét mất tích. Nhưng may mắn, trước khi xảy ra sạt lở một ngày, 115 người trong thôn Kho Vàng đã kịp thời sơ tán lên núi theo lệnh di dân thần tốc của trưởng thôn Ma Xeo Chứ. Anh Ma Xeo Chứ, 33 tuổi, hiện là trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. Vào ngày 9 tháng 9, anh cùng 7 người trong thôn đã kiểm tra quanh quả đồi trên làng và phát hiện một vết nứt rộng 20cm, dài 30cm. Ngay lập tức, anh Chứ nhận thấy nguy cơ sạt lở cao và đã trở về thôn vận động mọi người rời đi. Ngay trong sáng ngày 9 tháng 9, toàn bộ 17 hộ dân với 115 nhân khẩu của thôn Kho Vàng dưới sự chỉ huy của trưởng thôn Vàng Xeo Chứ đã di tản lên núi. Tại đây, trưởng thôn Chứ cùng thanh niên trong thôn dựng 14 chiếc lán bằng bạt. Anh Chứ cũng cho biết phía dưới khu dân cư Anh, ở khoảng 4 km, là một khu dân cư khác cùng thôn. Tuy nhiên, khu này lại nằm sát bờ sông chảy, đường đi bị sạt lở nghiêm trọng, điện thoại lại không có sóng nên anh không thể tiếp cận và thông báo về kế hoạch di rời của mình cho bà con. Tới trưa ngày 11 tháng 9, chính quyền địa phương vượt 15 km và đã tìm thấy 17 hộ với 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai, ở trên núi cách thôn 1 km. Chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng vận chuyển lương thực lên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Giải cứu 142 giáo viên học sinh thoát nạn sập nhà bán trú tại Bát Sát, Lào Cai. Sau nhiều ngày bị cô lập, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được trường trung học cơ sở và trung học phổ thông số 3, xã Mường Hum, Bát Sát, nơi 142 giáo viên và học sinh vừa thoát khỏi nguy cơ sập nhà bán trú. Nhờ nỗ lực liên tục của lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị doanh nghiệp, từ ngày 12 tháng 9, tuyến đường từ trung tâm huyện Bát Sát tới Mường Hum đã được thông suốt, tạo điều kiện cho việc cứu trợ và tiếp tế lương thực, thực phẩm. Ngay từ khi mưa bão số 3 bắt đầu ảnh hưởng, công an huyện Bát Sát đã giả soát các điểm có nguy cơ sạt lở, phát hiện trường trung học cơ sở và trung học phổ thông số 3 Mường Hum nằm trong khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng di tản 11 giáo viên và 131 học sinh đến nơi an toàn vào ngày mùng 8 tháng 9, bất chấp mưa to và ngập lụt. Hiện tại giao thông trên Mường Hum đã được khôi phục. Công an tỉnh Lào Cai đã cử nhiều tổ công tác vận chuyển hàng hóa, lương thực, thuốc men để hỗ trợ người dân, giáo viên và học sinh tại các điểm lánh nạn hơn 203.700 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng sau lũ. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến sáng ngày 13 tháng 9, bão và mưa lũ đã khiến hơn 74.500 hộ, trên 130.246 người dân phải di rời, sơ tán, với khoảng 203.700 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng. Bão số 3 và mưa lũ trong gần một tuần qua đã khiến hơn 136.700 nhà ở các tỉnh phía Bắc bị hư hỏng trong đó Quảng Ninh hơn 70.600 nhà, Hải Phòng 40.000 nhà, Bắc Ninh có 3.470 nhà, Lạng Sơn gần 3.000 nhà, Bắc Giang gần 3.290 nhà, Yên Bái gần 1.380 nhà. Ngoài ra, còn có hơn 67.000 ngôi nhà bị ngập, tập trung nhiều nhất ở Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng. Rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, chạm vắt sóng di động, bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị thiệt hại. Về nông nghiệp, thống kê cho thấy có hơn 202.004 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại tại các tỉnh, thành phố, tập trung ở Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang. Ngoài ra, có hơn 39.000 ha hoa màu bị ngập úng, gần 22.290 ha cây ăn quả bị hư hại, gần 1.850 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, gần 4.600 con gia súc, gần 1,8 triệu con gia cầm bị chết. Cẩn trọng khi chuyển tiền ủng hộ vào những tài khoản giả mạo mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 13 tháng 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhiều website và thông tin trang giả mạo trên mạng xã hội lấy danh nghĩa của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kêu gọi ủng hộ cho các tỉnh thành phố bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Các trang này đã nhận được nhiều khoản tiền ủng hộ từ các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đây không phải là các trang web chính thức của Ban vận động cứu trợ Trung ương nên số tiền ủng hộ không được kiểm soát và có nguy cơ không được sử dụng đúng mục đích. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các trang web giả mạo này. Đồng thời, Ban vận động cứu trợ Trung ương đề nghị các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước khi muốn ủng hộ cho các địa phương bị thiệt hại bởi bão số 3 nên liên hệ trực tiếp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để được cung cấp thông tin chính xác và tài khoản chuyển khoản chính thức. Thông tin cập nhật số tài khoản tiếp nhận ủng hộ của Ban vận động cứu trợ Trung ương: Tài khoản Việt Nam Đồng tại Kho bạc, tên tài khoản: Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Số tài khoản 3713 01058 784 00000 Mã đơn vị quan hệ ngân sách 1058784 Tại Sở Giao dịch Kho Bạc Nhà Nước Tài khoản tại Ngân hàng Tài khoản Việt Nam Đồng tại Việt Tin Banh Tài khoản Việt Nam Đồng Tên tài khoản Ban Vận động Cứu Trợ Trung ương Số tài khoản CT1111 Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội Tài khoản Đô La Mỹ Tên tài khoản Ban Vận động Cứu Trợ Trung ương Số tài khoản Tài khoản 1106 51111 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội. Tài khoản tại Vietcombank, tài khoản Việt Nam Đồng, tên tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cứu trợ Trung ương, số tài khoản 0011 00 tại Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, tài khoản đô la Mỹ, tên tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cứu trợ Trung ương, số tài khoản 001 137 193 -2538. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, SW Code: vnvx tài khoản tại BIDV, tài khoản Việt Nam đồng, tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tài khoản: 1200979797, tại chi nhánh Sở giao dịch 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch Tài chính phòng 109, phòng 111, văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hà Nội từ 15 giờ chiều nay, ngày 13 tháng 9, cầu Long Biên và cầu Đuống chính thức mở lưu thông trở lại. Chiều ngày 13 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chính thức thông báo dỡ bỏ lệnh cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên và cầu Đuống sau khi nước sông rút và tình hình giao thông đã an toàn trở lại. Bắt đầu từ 15 giờ cùng ngày, các phương tiện như xe máy, xe đạp, phương tiện thô sơ và tàu hỏa có thể lưu thông bình thường trên cả hai cầu. Đây là tín hiệu tích cực, đánh dấu sự khôi phục giao thông quan trọng sau những ngày bão lũ ảnh hưởng do cơn bão số 3. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải, trên cầu Long Biên và cầu Đuống, người đi bộ, xe thô sơ và các phương tiện hai bánh được phép lưu thông theo cả hai chiều. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các phương tiện tải trọng trên 13 tấn vẫn bị cấm lưu thông qua cầu Đuống. Đồng thời, Sở đã chỉ đạo thu hồi các biển báo cấm tại hai đầu cầu để đảm bảo giao thông thông suốt. Ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định rằng việc khôi phục giao thông sẽ được giám sát chặt chẽ. Các lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình mực nước sông Hồng và sông Đuống đồng thời điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng được yêu cầu tăng cường lực lượng để giám sát, xử lý vi phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường qua hai cầu này. Việc dỡ bỏ lệnh cấm đã giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn sau những ngày bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin điều nóng 24 giờ trên kênh YouTube của báo Công Thương. Quý vị hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo